Nếu như bạn là một fan của phim truyền hình Hàn Quốc, hẳn bạn đã từng nghe qua hoặc xem qua series Reply 1988. Trong bộ phim, có một phân cảnh đặc biệt ấn tượng, đó là khi hai bố con nhân vật chính cùng ngồi bên đường. Ông bố Song Dong-yin đã mua riêng cho nữ chính Sung Dak-sun một chiếc bánh sinh nhật và xin lỗi vì làm cô bé cảm thấy thiệt thòi khi sinh ra là con thứ hai trong gia đình ba con. Câu thoại kinh điển gắn liền với cảnh phim này, đó chính là lời tâm sự chân thành của người bố. Bố cũng không phải vừa sinh ra đã làm bố. Bố cũng là lần đầu tiên làm bố, nên con gái thông cảm cho bố nhé. Cùng với nghề làm mẹ, thì nghề làm bố cũng là công việc khó nhất trên đời. Bởi lẽ đây là chức vụ vô cùng áp lực, mà dù có học hỏi, chuẩn bị kỹ đến đâu, thì khi thực sự trở thành cha, người bố vẫn có thể mắc sai lầm liên tục. Thử hỏi xem, công việc ấy đã khó khăn với những người bố đến như thế nào để họ có thể trở thành người hùng trong mắt đứa con của mình và mang đến những sự ảnh hưởng tích cực cho một đứa trẻ. Những ký ức về bố, những câu chuyện mà một đứa trẻ có thể nhớ về bố chính là minh chứng rõ ràng nhất cho những nỗ lực ấy. Nhân dịp tháng gia đình và để tri ân ngày của cha, hãy cùng Spy Room lắng nghe những tâm sự dịu dàng về cha của tác giả Trang Mills qua bài viết Chuyện của bố được đăng tải trên website của Spy Room nhé. Đừng quên, hãy ghé qua link bài viết gốc được chúng mình đặt ở phần mô tả của video để đọc bài viết đầy đủ hơn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu thôi. Bạn đã bao giờ tưởng tượng về một cuộc đời mà bản thân mình mong muốn chưa? Nếu đang muộn phiền bởi những suy nghĩ trên thì cuốn sách này có thể sẽ giúp bạn giải đáp được phần nào. Chìm đắm vào những suy tư và chiêm nghiệm cuộc đời với Thư từ xứ con người ngay tại tủ sách nhà nhẹ nhá. Bố mẹ mình là những người rất tâm lý. Mình luôn luôn tự hào khoe với tất cả mọi người như vậy, và mình luôn yêu bố mẹ mình nhiều không thể đếm được, dù mình biết bố mẹ mình không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Mình cảm thấy mình là một đứa vô cùng may mắn, vì từ khi sinh ra cho đến bây giờ, khi đã là một con bé hai mấy tuổi đầu, mình chưa từng sợ hãi bố mẹ mà luôn luôn dành sự tôn trọng cho bố mẹ mình. Mình có thể tâm sự tất tần tật mọi thứ trên đời dưới biển. Điều gì diễn ra hôm nay? Mình thích ai? Anh nào đẹp trai? Mình mâu thuẫn với ai? Ngay cả những việc mình đã làm sai, thậm chí cả quan điểm của mình về mọi điều trong cuộc sống. Mình chưa bao giờ phải giấu giếm cảm xúc hay ý kiến về một điều gì đó với bố mẹ cả. Thế nhưng, mình lại thân với mẹ hơn là với bố. Ở bố, mình vừa có một sự ngưỡng mộ, vừa có một khoảng cách gì đó chưa giải thích được. Bố rất nghiêm khắc, nhưng từ bé đến giờ, bố mới tát có một roi duy nhất vào mông mình chỉ vì mình nghịch quá đà. Bố đối với mình là một người rất rất giỏi. Bố không chỉ là một nghề chính, một nghề bố am tường nhất, mà bố còn biết rất nhiều thứ. Bố mình rất mê đọc. Bố đọc rất nhiều sách, nhiều đến nỗi câu chuyện bố nhịn ăn sáng không biết bao nhiêu hôm để tiết kiệm tiền mua sách, đến tận khi mình đã lớn rồi, bà nội mình vẫn kể suốt. Đến bây giờ sau bao nhiêu năm, dù bị mối xong hay bị em họ lấy ra đốt pháo, nhà mình vẫn còn một kho tàng sách có thể mở được cả một cái thư viện mini. Mình ngưỡng mộ nhất là việc bố không bao giờ ngừng học hỏi. Bố tìm thấy nguồn học nào mới về chữa bệnh, rồi khí công hay về tôn giáo, bố sẽ đi tìm ngay những người đó để học và để nói chuyện. Bố bảo cái gì cũng có cái hay của nó. Mình đi học để biết, để học được cái hay, chứ không phải mê tín hay quá cực đoan về một vấn đề nào. Mình học được góc nhìn đa chiều và cái tính ham tìm hiểu ấy từ bố. Mình cứ hay tự nghĩ là mình tự có tố chất ham thích tìm hiểu mọi việc trên đời này. Hóa ra là mình giống bố. Mình hồi bé rất buồn cười. Mặc dù bố mẹ mình không bao giờ làm cái gì để mà mình quá sợ hãi đâu, nhưng chỉ vì nghe các bạn tâm sự về bố mẹ các bạn ấy sẽ đánh hay mắng các bạn như thế nào khi các bạn bị điểm kém, mình cũng tin và tự tưởng tượng ra, rồi tự đi sợ bố mẹ mình. Cho đến một lần, hồi lớp 1, mình bị cô giáo tiếng Anh cho điểm 1 ngay trang đầu tiên của quyển vở vì mình không chịu làm bài tập về nhà. Cô bắt mình về xin chữ ký phụ huynh. Hôm đấy về nhà, mình đã tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh bị bố mẹ mắng hay cầm roi. Thế là sợ run người, mình quyết định đi giả chữ ký. Phải nói lúc ấy mình giả chữ ký của bố, vì chữ ký của mẹ khó quá. Hồi đấy lại là lớp 1, viết chữ còn chưa đẹp, nói gì đến giả chữ ký. Thế mà mình ngây thơ, ký thật chậm dưới con một cô cho. Nhưng xong thấy xấu, hết tẩy lại lấy bút xóa ra sửa, thế nào trông cũng xấu điên. Tức vì ký xấu không chịu được, mình đành phải mang quyển vở sang bên phòng bố, đưa cho bố một cách sợ sệt.
mình vẫn nhớ cảm giác lúc ấy. Mình phải gập quyển vở, nói với bố là bố ký giúp con trang đầu tiên nhé. Xong thì mình run rẩy, rồi tưởng tượng ra đủ thứ các bạn kể. Cuối cùng thì chỉ là bố mình mở vở ra, thấy mấy cái chữ ký giả phải gạch chéo đi vì xấu quá. Bố mình tỉnh bơ ký phía dưới, rồi bảo ma đến cô hỏi thì cứ nói thật, không phải sợ. Xong bố mình làm việc tiếp. Lúc đấy chính là khoảnh khắc để đời của mình. Trong đầu mình đúng kiểu chữ wow hiện lên dài lòng ngoằng. Con bé 6 tuổi như kiểu nhận ra một chân lý trong cuộc sống của mình, rằng bố mẹ mình không hề đáng sợ như chuyện các bạn kể. Đấy chính là dấu mốc cho thời kỳ đi học thoải mái, không bao giờ sợ họp phụ huynh của mình. Từ đấy mình đi học vì mình sợ mình dốt, chứ không hề sợ bố mẹ mắng hay đánh như trong các câu chuyện của các bạn nữa. Lớn lên một chút thì mình ít tâm sự với bố vì mình hay tâm sự với mẹ về chuyện tình cảm nhiều hơn. Nhưng thật sự thì mình tâm sự khá to nên chắc bố cũng có thể nghe thấy. Nhưng bố chả bao giờ cho ý kiến với việc gì cả. Bố chỉ cho lời khuyên khi nghe được một câu chuyện trực tiếp nào đó mà mình kể thôi. Thành ra ngoài việc hai bố con hay tranh luận thì cũng ít khi nói chuyện. Rồi đến lúc mình đi du học thì mình mới nói chuyện với bố nhiều hơn một chút, vì bố hay nhắn tin với mình để dặn dò hơn. Bố cũng hay chúc mừng những ngày quan trọng, chứ không chỉ tặng quà như trước nữa. Nhưng đến một khoảnh khắc mà mình vẫn cảm động đến tận bây giờ. Đấy là đợt mình mua cho bố một đôi giày thể thao. Vì mình thấy bố đi làm hay đi giày riêng của cơ quan, thành ra bố đi đâu cũng đi giày tây, thế dễ đau chân. Rồi một buổi sáng nọ, mình nhận được tin nhắn bố nhờ mình chọn hộ bố màu của đôi giày đấy. Bố chỉ hỏi trong hai màu này, bố nên đi màu nào thì trông hợp hơn. Mà mình đã khóc nức nở, xong rồi còn chụp lại màn hình vì vui. Vì mình biết bố không có kinh nghiệm chọn những kiểu giày như thế này, và vì bố vẫn luôn tin tưởng để hỏi lời khuyên từ con gái, dù việc đấy bé xíu tí tẹo. Rồi đôi giày thể thao đầu tiên mình mua tặng bố, bố cứ cất hộp mãi vì đi sợ bẩn mất. Tuy mình có chút nhạy cảm quá, nhưng đó vẫn là việc mà mình nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thấy rơm rớm. Mình từ bé đã được bố chiều. Bố hay bế mình vào lòng và đọc truyện cho mình trước khi đi ngủ mỗi tối. Rồi hồi học mẫu giáo, có nhiều hôm cứ đi học về, bố sẽ cho vào tiệm mua đồ chơi và mua sách. Bố chưa bao giờ đón muộn mình một buổi học nào, mà luôn đến sớm hơn mình đợi mình chạy ra. Dù học thêm hay học chính, dù từ mẫu giáo hay lên đến cấp 3, từ bé mình chưa bao giờ là người phải đợi bố. Luôn là bố xong sớm, bố đợi mình. Bố sẽ kêu ca mình chậm chạp quá, nhanh lên không mọi người đợi. Bố luôn kiên nhẫn với mình. Mình thì rất cứng đầu, lúc nào cũng là đứa duy nhất trong nhà cãi lại bố từ tất cả mọi chuyện. Cứ cái gì mình có suy nghĩ khác là lại cãi bố. Cãi thì cũng có lúc đúng lúc sai, nhưng việc làm bố buồn thì mới là cái sai lớn nhất. Lớn đến tận bây giờ mình mới nhận ra, người trong gia đình thì đúng sai một chút cũng đâu phải là vấn đề gì quá to lớn đâu. Tính bố mình thì nóng, có chuyện gì là sẽ nói thẳng ngay ra để mọi người hiểu. Nhưng cách nói ấy luôn là mình không thích, và mình lại cãi bố. Càng lớn cãi nhau càng to, và có lẽ chính vì điều ấy mà mình không còn thân bố như được lúc bé nữa. Mình biết bố luôn quan tâm và thương yêu anh em mình. Mình chưa bao giờ có suy nghĩ nghi ngờ về tình yêu thương của bố mẹ dành cho hai anh em mình gì cả. Có nhiều đêm bất chợt mình nghĩ lại những khoảnh khắc của bố, mình khóc nguyên đêm đó. Rất hối hận, tự trách bản thân mình không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà cái sự cứng đầu với cái tôi quá cao, mình luôn nói ra những điều khó nghe chỉ để thỏa mãn cái tính thích tranh luận. Đến bây giờ vẫn thấy bản thân mình ấu trĩ và ngu ngốc. Cũng là những điều hối hận nhất. May mắn là bố mẹ vẫn luôn ở bên, và mình đã làm tổn thương bố nhiều rồi. Từ bé mình luôn nhận thức được mình là một người rất may mắn, vì mình luôn có một gia đình yêu thương, luôn đứng sau lắng nghe và luôn ở bên cạnh mình. Mình luôn biết rằng mình có thể tin tưởng bố mẹ mình bất cứ ở trong hoàn cảnh nào. Dù có chuyện gì, mình cũng vẫn có thể nói ra hết, mà không sợ bố mẹ mình không tin mình hay là ghét bỏ mình. Mình thực sự có và hiểu được cảm giác rằng dù ngoài kia có như thế nào, thì đúng thật sự ngôi nhà là nơi để trở về và cảm giác an toàn ở đó. Và bố mẹ mình sẽ luôn tin tưởng hai anh em mình. Dù ngoài kia có ai nói như thế nào đi nữa, thì bố mẹ sẽ luôn ngồi xuống và lắng nghe. Biết được mình may mắn như vậy, nhưng có lẽ cần học hỏi thêm nhiều cách trân trọng những may mắn ấy. Cảm ơn bố mẹ, đặc biệt con cảm ơn bố. Chúc mừng ngày của bố ạ. Và đó là những lời tâm sự của tác giả Jen Mills
về những ký ức sâu đậm nhất của mình dành cho bố. Làm bố thật sự rất khó, vì không người bố nào tự nhiên sinh ra đã là bố cả. Và dù có vậy, thì khi đã làm bố rồi, những người bố của chúng ta vẫn sẽ luôn cố gắng hết sức để hoàn thành trọng trách một người cha, để chúng ta được lớn lên trọn vẹn nhất có thể. Gửi tới những ai đã, đang và sẽ trở thành cha, các bạn chính là những người có sức ảnh hưởng, định hình lớn nhất lên những đứa trẻ. Bởi vậy, hãy làm những người cha thật tốt, đừng bỏ cuộc, vì gia đình nào cũng cần những người cha thật vững vàng. Chúc mừng ngày của cha. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video. Đừng quên chia sẻ suy nghĩ của bạn cho chúng mình ở phần bình luận bên dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Đây là Spy Room, còn mình là Nam.